Trường Đại học FPT Cần Thơ đã tổ chức Ngày hội Việc làm và Kết nối Doanh nghiệp năm 2024 với chủ đề Connect to the Future. Ngày hội với quy mô gần 50 gian hàng tư vấn tuyển dụng của các doanh nghiệp. Ngoài gặp gỡ và giao lưu với doanh nghiệp, tiếp cận các cơ hội việc làm hấp dẫn trong nhiều lĩnh vực khác nhau, sinh viên được tham gia các hoạt động tư vấn miễn phí, tham gia mini game và nhận quà tại các gian hàng. Đây là hoạt động thường niên nhằm định hướng nghề nghiệp cho các bạn sinh viên chuẩn bị bước vào giai đoạn thực tập tại doanh nghiệp, đồng thời giúp các doanh nghiệp có cơ hội tìm kiếm nguồn năng lực trẻ, các ứng viên tiềm năng.